Thực ra thì đấy là những cái bạn mà đầu tư chứng khoán hoặc đầu tư tiền ảo ấy, thì họ phải có mục tiêu là kiếm tiền, kiếm nhiều tiền đúng không ạ? Nhưng mà bên cạnh đó thì bây giờ em thấy xuất hiện những cái trào lưu như là nghỉ hưu sớm, hoặc là cái trào lưu mà nằm nằm thẳng mà kệ đời, mà giống như ở bên Trung Quốc ấy. Thì anh có thấy là như vậy thì là giới trẻ họ đang có bị lười không ạ? Thực ra thì tôi nghĩ là nằm yên nằm kệ đời, tôi nghĩ rằng là đấy là một bộ phận các giới trẻ yếu kém. Yếu kém. Họ bị thất vọng về bản thân. Thất vọng về cuộc sống. Cảm thấy mình không được trọng dụng, không được có giá trị trong xã hội. Đấy, nên là họ sống một cái cuộc sống kiểu như vậy, và tất nhiên là phải hoàn toàn phụ thuộc rồi. Phụ thuộc vào một nguồn tiền nào đó nuôi. Đấy. Đấy, thế còn tôi nghĩ rằng là trào lưu đó thì cũng do một, tức là một số báo chí mình viết như vậy, nhưng mà tôi nghĩ rằng là tại một số những nước đang phát triển như Việt Nam thì nghĩ là cũng vẫn chưa, cũng chưa phải là Lan rộng. lan rộng, Vâng. đấy. Chưa cũng chưa phải là lan rộng đâu. Nhưng mà người Việt Nam thì vẫn còn dân số rất năng động trong thời gian tới. Cái việc mà mình miễn là chúng ta cứ tiếp tục tuyên truyền về các giá trị thật, giá trị của những cái nghề nghiệp, ai làm nghề gì, xã hội phân công lao động mình làm thật tốt cái nghề đó, thì những cái tôi nghĩ là cái tư tưởng sống đó là tương đối tiêu cực. Đấy, thì mình cứ cũng giống như cái cách của tôi mà phản ứng lại trước các scandal. Đấy, mình cứ đẩy mạnh vào ánh sáng, thì ánh sáng mà mạnh thì tự nhiên cái bóng tối nó sẽ xua đi những cái bóng tối. Ánh sáng mà cứ yếu yếu nhờ nhờ nhạt nhạt thì bóng tối nó sẽ bao trùm, đúng không ạ? Cứ chúng ta cứ đẩy mạnh, nói nhiều về những điều tích cực thì tự nhiên những cái xu hướng tiêu cực hoặc lệch lạc nó tự nhiên nó yếu đi thôi. Và em cũng thấy là có một thực tế là những bạn trẻ ấy thì nói về nghỉ hưu sớm, nhưng mà những mà doanh nhân thành đạt như anh ấy thì vẫn cứ miệt mài làm việc. Đấy là cái lựa chọn đúng không ạ? Nó tất nhiên là tôi nghĩ rằng là nó là do miệt mài làm việc, nó do một số cái động cơ. Một số những doanh nhân đã thành đạt rồi thì cái động cơ chính của họ lúc đó không còn phải là tiền nữa đâu. Nó sẽ đến từ mấy động cơ như sau. Động cơ gọi động cơ mang tính cốt lõi ấy. Là cái động cơ thứ nhất, đó là động cơ đó là cái động cơ, đó là nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi mình bị lãng quên, mình bị outcompete, mình bị tụt hậu, mình bị cạnh tranh, mình bị tiêu diệt. Thì khiến cho họ cũng giống như con linh dương sáng dậy là phải biết là mình phải chạy rất nhanh, nếu không mình ăn thịt ý. Đấy là một loại động cơ đầu tiên. Cái động cơ thứ hai nữa, đó là cái nó là thói quen. Thói quen, Thói nên quen là làm việc của mình. thói quen người ta đã quen, ví dụ tôi quen với việc startup này 20 năm nay rồi. Bây giờ mà ngừng lại tôi chẳng biết làm gì. Đúng không ạ? Mà không làm nữa thì người nó yếu đi, mụ mị đi, cơ thể nó yếu đi, đầu óc mụ mị đi, tự nhiên mất sức khỏe. Cái động cơ tiếp theo nó là thói quen, duy trì cái thói quen và sức khỏe. Và lúc đó họ làm việc chính là họ đang được sống, họ đang được vui. Đấy, thói quen của họ là như vậy. Đấy, thế nên là đấy là cái động cơ thứ hai. Cái động cơ thứ ba nữa, nó không phải là tiền, nó là cái động cơ là để đấy, như tôi nói vừa phần trước ấy, nó là để lại di sản, di sản cho xã hội, cho con cháu, vân vân. Đấy, và họ còn làm được đến lúc nào mà họ chấp nhận rằng là ôi mình đã bị lạc hậu rồi, mình bị out competed rồi. Đấy, thì thôi họ chấp nhận, họ lùi lại. Đấy, để cho con cháu hoặc người khác lên thay. Đấy, và những lúc đó thì họ sẽ rất buồn. Buồn đấy, và buồn là bởi vì mình rảnh thì quá, nhiều thời Vâng. gian quá, rảnh quá, thế thôi. Đấy, thì đấy, tôi nghĩ là lý giải về cái động cơ vì sao những doanh nhân đã thành đạt rồi họ vẫn cứ tiếp tục làm việc, tôi nghĩ là xung quanh ba cái nguyên nhân cốt lõi đó.